gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Từ đêm nay, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 14, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động dữ dội. Từ chiều tối mai, trên đất liền các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8 đến cấp 10, giật cấp 12. Gia Lai, Đắk Lắk có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao từ 1,5 m đến 2,5 m. Do ảnh hưởng của bão số 6, từ đêm nay đến ngày 12 tháng 11 ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên có mưa to đến rất to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, vùng ven sông, đô thị các tỉnh thành từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên. Riêng các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu diện rộng và ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa thủy lợi xung yếu. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão là cấp 3. Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai hôm nay tiếp tục họp bàn giải pháp ứng phó với bão số 6. Phóng viên Minh Long đưa tin. Bão số 6 tiếp tục tăng về cường độ và đang hướng đến đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ. Điều đáng lưu ý là khu vực đổ bộ của bão số 6 cũng là nơi mà bão số 5 vừa qua đổ bộ gây thiệt hại lớn. Dự báo đêm mùng 10 và ngày 11, bão số 6 sẽ đổ bộ đất liền. Trọng tâm vùng ảnh hưởng bão là các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên. Tuy nhiên, do phạm vi rộng, các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận vẫn sẽ bị ảnh hưởng. Theo các thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 để sẵn sàng ứng phó với bão số 6. Các địa phương căn cứ tình hình thực tế ban hành lệnh cấm biển và cho học sinh nghỉ học. Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Tránh Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai nhấn mạnh, các địa phương thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng Chính phủ, công điện của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai về triển khai các biện pháp ứng phó bão số 6. Đặc biệt lưu ý mưa lớn trong thời gian dài dẫn đến nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, vùng ven sông và khu đô thị của các tỉnh thành nằm trong vùng ảnh hưởng do bão, cần đảm bảo an toàn các hồ chứa, cảnh báo người dân khu vực hạ du sẵn sàng phương án di dời, sơ tán khẩn cấp dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng người dân vùng thiên tai. Độ nguy hiểm cơn bão này chắc chắn là sẽ mạnh hơn cơn bão số 5 đối với tuyến ven bờ và trên bờ là trọng tâm trong vòng gần 2 ngày tới, khi mà diễn tiến bão đổ bộ là đêm ngày 10 và sáng ngày 11. Các địa phương thì cũng đã rất là chủ động quyết liệt rồi. Tuy nhiên với cái tính bất thường và những cái dự báo hiện nay là khả năng sóng cũng rất là lớn, kể cả đi vào sâu trong các cái cảng ven bờ phải có cái kiểm tra cụ thể và chỉ đạo tại hiện trường luôn. Vào chiều nay, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, đã đi kiểm tra và chỉ đạo công tác đối phó với bão số 6 tại tỉnh Bình Định. Làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng lưu ý địa phương không được chủ quan, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất. Nhóm phóng viên Đình Thiệu và Thành Long thường trú tại miền Trung phản ánh. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra việc sắp xếp tàu thuyền đến bão tại cảng Quy Nhơn và cảng cá Quy Nhơn, kiểm tra tình hình sạt lở ảnh hưởng nhà dân tại thôn Hải Nam, xã Nhân Hải, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Trong cơn bão số 5 vừa qua, 14 nhà dân tại khu vực này bị sóng đánh sập cuốn trôi, nhiều nhà tốc mái. Hiện 120 hộ dân ở thôn Hải Nam, xã Nhân Hải có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão số 6. Tỉnh Bình Định huy động lực lượng quân đội, dân quân địa phương cùng người dân làm rò đá, dùng bao tải đựng cát làm bờ bao, ngăn được nhà dân, hạn chế thiệt hại khi bão đổ bộ vào đất liền. Bà Nguyễn Thị Ái Xuyên, người dân ở thôn Hải Nam, xã Nhân Hải, thành phố Quy Nhơn cho biết, gia đình bà đang thu dọn đồ đạc vào nhà người thân tránh bão. Bão vừa rồi là nó bị mất cái bếp, với lại ở mặt trước tới cái ngõ rồi. Ở trên thì nó bay ngói vậy á, sóng lên trên cái nhà đống nhà đây luôn mà. Nó sập hết khúc này rồi, đồ thì mất hết. Xong rồi bây giờ bộ đội qua đông lắm, lực lượng đông. Người ta tấn bao để bị bão mai này nữa vậy đó. Gia đình di dời xuống nhà bà con ở tạm chứ không có ở đây. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đến thăm hỏi và trao quà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.